nhằm duy trì và phát triển văn hóa dân tộc, cũng như mang niềm vui đến cho các em nhỏ, đài truyền hình IBC TV sẽ tổ chức chương trình Vui Tết Trung Thu vào thứ Bảy ngày 23 tháng 9 2023, từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối. Đặc biệt, có múa lân, ảo thuật vui, trò chơi bốc thăm trúng thưởng, thi vẽ tự do, thi mặc quốc phục đẹp. Các em còn được tặng bánh trung thu, lồng đèn, những món quà vui, bong bóng, v.v. Xin mời quý phụ huynh đưa các em đến tham dự địa điểm Chùa Điều Ngự, 14472 Chestnut Street, thành phố Westminster, Cali 92683. Tất cả các giải thưởng sẽ được công bố ngay trong đêm chương trình Vui Tết Trung Thu. Mọi chi tiết bảo trợ chương trình, các giải thưởng, quà tặng, bánh trung thu, v.v. cho các em, xin quý vị liên lạc về IBC TV 714-892-5400, 714-892-5400.